Quan Giai xin chào quý vị và các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng Sa Cha chiêm ngưỡng một số những tác phẩm quý ở triển lãm Đông Anh lần này. Một trong những không gian rất tuyệt vời các bạn, một sân chơi rất lớn, rất đẳng cấp, phải nói là long trọng và hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Do sự đam mê và tâm huyết của anh em Đông Anh tạo dựng nên một sân chơi phải nói là rất tuyệt vời các bạn. Chiếc ống kính của các bạn là một cây xanh cổ, một cây xanh mang phong cách đương đại cực kỳ đẹp. Cây chưa được treo biển, mình cũng không biết là chủ nhân là của ai. Thế nhưng mà một tác phẩm phải nói là cực kỳ đẳng cấp. Rất giá trị. Và đây là một cây xi các bạn. Cây xi cũng rất đẹp các bạn. Rất tuyệt vời. Một cây tùng cực kỳ đẹp, cực kỳ đẳng cấp các bạn. Rất giá trị. Tùng cổ, tùng bay rất đẹp. Và đây một cây hai thân phu thê, một cây rất già mang phong cách cây cổ, được chủ nhân cho ngồi trên một chiếc bè cổ rất đẳng cấp. Đúng là đẹp từng cm, đẹp từ chậu, từ chân bè trở đi các bạn. Rất đẹp. Xi quá tuyệt vời. Một cây xi quá đẹp. Rất chất lượng. Tiếp đến cũng lại là xi các bạn. Ở đây có một cây xi cực kỳ già, không biết là cây này của ai, nhìn rất quen, biển chưa có các bạn. Rất đẹp, rất già, rất cổ. Cách cha lướt nhanh nhỉ, anh em cùng ngắm nhé. Một tác phẩm hạnh phúc, một mơ ước cũng không cần gì khác ngoài hạnh phúc các bạn. Hạnh phúc là quan trọng nhất của đời người, và một tác phẩm hạnh phúc mang lên một cái gì đó rất có ý nghĩa, rất có giá trị, mà được sự cuốn hút của anh em yêu cây trên cả nước. Đó là một tác phẩm của anh Thắng Nhôm Lam Định. Đúng là hạnh phúc là trên hết các bạn. Muốn nói gì thì nói, chúng ta phải có hạnh phúc. Có hạnh phúc thì sẽ có tất cả. Rất tuyệt vời. Một cái tên và một cái cây rất đẹp, được chủ nhân đặt cho một cái tên rất có ý nghĩa.
không thể đẹp hơn các bạn. Tác phẩm cực kỳ chất. Hoa giấy. Đẹp như tranh. Các bạn nhìn giữa bóng nắng xoay vào bóng cây là lung linh các bạn. Tương phản. Rất đẹp. Rất giá trị. Đang xem bonsai phải quay sang một cây khổng lồ các bạn, cao to uy nghi. Thấy anh em ngắm đông quá. À, xin chào phóng viên cây cảnh Phúc Nguyên nhé. Chú quay được nhiều chưa? À, là quay đi. Siêu to khổng lồ các bạn, phải nói là cực kỳ đẳng cấp. Xem tác phẩm của ai nhé các bạn nhé. Trực lập Phạm Vân, chủ nhân Phạm Văn Quỳnh các bạn, Thường Tín Hà Nội. Quá tuyệt vời. Các bạn xem và đăng ký kênh ủng hộ cho sách bonsai nhé, để nhận được những video mới các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sách bonsai xin phép được xuống video tại đây.